Bài học thử thách của tụi con là bơi ngược dòng nước chảy nha. Đi nào. Anh chị thấy nước chảy nè, nước chảy, nước ngược dòng nó đang chảy nè, đó. Rất là mạnh. Mấy bé cuốn muốn gặp được em thì phải bơi được trong dòng nước chảy. Đấy. Dòng nước chảy rất là mạnh. Thôi nó ngồi luôn rồi. Nó coi em đi đâu rồi xong rồi nó dí theo. Giờ em ở đây còn gần quá, em phải đi xa xa. Sammy, cố gắng lên Sammy. Bơi ngược dòng hơi bị khó nhưng mà sẽ giúp con mạnh nha. Chịu thua rồi. Sammy đã chịu thua. Cố lên Sammy à.